thực bây giờ là ăn theo drama sao? Rồi Hồng Loan có tôn trọng khán giả hay không? Khi lên hát là tông, chặt nhịp, sai lời, quên luôn lời. Hát xong rồi nhớ ba, vậy có nhớ lời ba không? Con không theo nghề. Đó là những cái lời mà Ve vừa chia sẻ nha cô chú anh chị. Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái drama sóng gió gia tộc của hai mẹ con dành nhà cho ở nhờ nha. Thì em nói rồi, anh ban tổ chức anh lên anh nói gì chi đó không? Ngày hôm qua không? Ve nó kêu đàn em cành cờ lên đem anh lên là tới sóng thấy không? Anh thương Hồng Loan quá anh chi. Anh lên anh nói giúp chi đâu, anh tổ chức show này show kia cho Hồng Loan chi đâu, hoành tráng quá bây giờ. Ve nó cay lắm, tức lắm, qua nó đưa anh lên tới sóng nó nói anh là gì ban tổ chức dởm. Rồi không có ai mà chịu hợp tác, bây giờ phải đi bú farm để mà có khán giả, để mà tổ chức những chương trình. Trời ơi em nói thiệt chứ, Ve nói á, anh thấy anh nhục chưa? Thì chia sẻ chơi với cô chú anh chị vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra vậy không, ai mà giúp cho Hồng Loan là Ve nó bêm hết trơn cô chú anh chị, không nể một bất cứ ai luôn. Bởi vì tại sao tới thời điểm này á, không ai dám chơi chung. Thậm chí là Ve lại xin chụp hình cũng không ai dám mà cho chụp nữa. Tại vì cho chụp cái về lại mất công mình bị tai tiếng nữa cô chú anh chị. Đó. Bởi vì không có nể nang ai hết. Bởi vì tại sao mà mọi người không yêu thương Hồng Loan cô chú anh chị, đúng không? Họ đối với người ngoài còn như vậy nữa, huống chi là đối với Hồng Loan, đúng không cô chú anh chị? Đó. Quý vị thấy cái show của bên Trống Đồng tổ chức không? Người ta rất là hoành tráng. Và cái show này sẽ tiếp tục được triển khai ở một số những tỉnh, đặc biệt là 27 tháng 4 này thì sẽ được diễn ra ở Tây Ninh. Rồi sắp tới cái show này sẽ về miền Tây nữa cô chú anh chị. Là chứng tỏ rằng á là khán giả và mọi người yêu thương Hồng Loan, muốn gặp gỡ cũng giống như muốn thấy giọng hát, muốn nghe được giọng hát và thấy con người thật của cô con gái của ông Năm. Nên ban tổ chức thấy vậy, ban tổ chức mới tổ chức cô chú anh chị. Giả sử như mình tổ chức mà người ta không xem thì làm sao mình tổ chức được? Người ta không yêu cầu là gì mình tổ chức được, phải có người yêu cầu thì nó mới tổ chức. Mà cái show ta thấy không, quy tụ cả hàng ngàn con người ta vậy đó. Đó, âm thanh ánh sáng không, múa rồi nào là này kia đẹp không. Còn cái show của chú Thiếm Bảy rồi show của ông Thái Giám sao cô chú anh chị, gần như là dựng lên để mà lấy tiền khán giả thôi, chứ không biết là mình phục vụ khán giả là như thế nào đó quý vị không. Diễn thì dở đó. Còn á, cái phòng thì vi thế nào, ban đầu thì cho ngồi ghế súp, ngồi khán giả mua vé mà 400-500 ngàn á mà ngồi cái ghế vậy không. Còn bên Hồng Loan vậy không, người ta mua vé có 150-200 mà ta ngồi những cái ghế đàng hoàng nó lịch sự. Còn bên kia vậy không, nâng giá cho cao lên để mà kiếm lợi của chú chị, để mà trục lợi đó. Để cho ban đầu thì ngồi ghế súp ăn là bánh, là giống như bánh bánh cúng cô hồn đó. Lần sau thì đỡ hơn chút nhưng mà cũng là cũng vậy của chú anh chị. Em thấy là nó không có gọi gì là gọi là hoành tráng như những gì họ nói, mà không có nỗi hoành tráng mà tới nỗi mà phải bán vé 400-500 ngàn một vé như vậy. Cái đó là lừa gạt khán giả còn đòi gì nữa, đúng không có chú anh chị? Đó. Giờ này anh lên trách ai, lên trách bầu xô hay gì, đúng không? Lên trách bầu xô mà tổ chức cho Hồng Loan chi. Bây giờ thà mình tự xem xét lại bản thân mình đã làm gì trong thời gian vừa qua. Tại sao mà cái vị trí của Hồng Loan đang đứng này, mình cũng có thể đứng lên đó mình hát. Nếu mà mình không đi tranh giành, mình không tham lam thì ngày hôm nay mình cũng có được những điều đó. Nhưng tại vì mình quá tham và mình quá cay nghiệt khi mà mình muốn cô lập Hồng Loan và mình tấn công mọi thứ, khiến cho cô chú bác anh chị nghệ sĩ trong nghề, thậm chí những cái chương trình, những ban tổ chức người ta không có dám mời mình nữa. Nên mình sống sao tới cái nhà hàng mà mình hát lại mà người ta còn đưa mình vô danh sách đen nữa, thì nó chi những cái gặp những cái sân khấu lớn như vậy, đúng không cô chú anh chị? Đó là điều mà mình phải coi lại, chứ đừng có nên trách người này người kia đó. Còn Hồng Loan hát có lệch tông lệch nhịp hay gì á, đó là chuyện của Hồng Loan và chuyện khán giả ủng hộ Hồng Loan đó. Hồng Loan không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Hồng Loan cũng mới lần đầu bước lên đây và mới hát đây, thì em nói rồi, một người mà có giọng hát hay á thì nó phải được mài dũa qua nhiều cái mới được hay được. Ngọc không mài là ngọc mà không chà không mài làm gì mà nó sáng nó bóng, đúng cô chú anh chị? Nó đẹp đúng không? Ban đầu là viên ngọc thôi, tao về người ta phải mài rồi người ta dũa, người ta làm sao đánh bóng gì đó thì nó mới bắt đầu sáng được. Mà quý vị thấy không, giọng hát của Hồng Loan bây giờ càng ngày càng phát triển, nó càng ngày càng hay. Và quan trọng là Hồng Loan hát bằng trái tim, người ta cảm động, không phải là hát hay như cô. Thấy không, bữa hổm đó nguyên gia đình lên hát trong live show thứ hai đó, có ai cảm động, có ai muốn khóc không? Không có, tại vì có chạm trái tim đâu. Hát giống như là dạng hát tập kỹ, hát cho vui vậy đó. Còn Hồng Loan hát á, chạm được trái tim. Ở đây người ta cảm nhận là nhiều, chứ không phải người ta nghe giọng hát không. Bởi vì người ta nói là có đức đi mặc sức mà ăn, còn không có đức á, thì dù có hát hay đi chăng nữa thì giờ ngồi bán bún bò đi, đúng không cô chú anh chị ha.
Thì Ve có lên một cái bài, thì thật sự cái nick này thì biết là Ve rồi cô chú anh chị, bây giờ chỉ có cô ta cũng không nhận thôi, nhưng mà thật sự ra tới thời điểm này là ai cũng biết cái nick này là Ve hay dùng để mà lên mà khịa Hồng Loan. Thì Ve nói như thế này nè cô chú anh chị: nghệ thuật bây giờ ăn theo drama sao, trước nói không theo nghề của ba, có công việc riêng giữa giữa nói quay MV nhưng không nhưng phải có ni đi theo mới chịu quay, chứ chắc chắn không có chuyện làm nghệ sĩ. Rồi sau cùng là cảm ơn tổ nghề cho theo nghề, dù lúc còn sống ba đã không cho theo, vậy là tôn trọng người ba, thương yêu nghe lời dữ chưa. Rồi có tôn trọng khán giả hay không, khi lên hát là tông chặt nhịp sai lời, quên luôn lời, hát xong rồi nhớ ba, vậy có nhớ lời ba không cho con, vậy có nhớ lời ba không cho con theo nghề không. Thì cái này là của cô Ve, của nó, của chú anh chị. Thì thật sự em trả lời như thế này nè: nghệ thuật bây giờ ăn theo drama sao? Trước khi mà mình trách người ta, mình cũng đem cố nghệ sĩ vô trong cái quán bar đó, mình cũng ăn theo drama đó, mình cũng làm đó, đúng không cô chú anh chị? Mà sao trách Hồng Loan được? Cái là tiên trách kỵ hậu trách nhân được đó. Quý vị thấy không, trước cố nghệ sĩ không muốn cho Hồng Loan theo nghề vì sợ Hồng Loan là con người hiền lành, dễ bị vô, nói chung là vô trong cái giới showbiz thì nó rất là phức tạp. Một con người hiền như Hồng Loan thì không thể nào mà cạnh tranh lại những cái người đó, nên không muốn cho Hồng Loan theo nghề. Nhưng mà ông cũng vẫn có ý định. Tại là tại sao em nói như vậy cô chú anh chị, là trước đây quý vị thấy không, Hồng Loan cũng đã đóng rất là nhiều những cái vai trong những cái vở tuồng của cố nghệ sĩ, chứ không phải là ông không cho, nhưng mà ông sợ Hồng Loan theo không được rồi Hồng Loan bị chịu thiệt, đúng không cô chú chị? Nếu mà không cho theo nghề luôn á thì từ nhỏ thì làm gì làm cho Hồng Loan đóng tuồng này tuồng kia cùng với mình, đúng không cô chú anh chị? Đó, còn nói mà dạng như là trước không nghe theo lời ba thì nó không phải. Trước đây á, cố nghệ còn sống thì làm gì có việc mà đi tranh giành tài sản, làm việc mà nói là con tu hú, làm gì mà có chuyện mà nói là con nuôi, làm gì có chuyện á mà là lấy danh nghệ rồi cháu ruột rồi em ruột là đi để mà kiếm tiền của khán giả, đúng không? Bây giờ Hồng Loan sao cô chú anh chị, bị hết tất cả những điều đó. Thì bây giờ thứ nhất là đây cũng là một công việc để Hồng Loan kiếm tiền, mà kiếm bằng cái sự chân chính chứ không phải đi lừa gạt lừa đảo, đúng không? Hồng Loan theo nghề, muốn theo nghề không là cũng phải có một cái duyên nữa cô chú anh chị, chứ không phải là nói à tôi theo nghề, giống như cô cháu gái cô chú gì nói ừ theo nghề của cậu, mà bây giờ quý vị không, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, đúng không? Đó, bao nhiêu năm rồi làm gì mà tới bây giờ cái nhà còn không sắm nổi nữa mà phải đi tranh giành tài sản với con của cậu mình đó, phải có cái duyên nữa. Còn Hồng Loan quý vị thấy không, bây giờ phải lo 8 9 vụ kiện, thì quý vị biết rồi, 8 9 vụ kiện này thì nó rất là kéo dài và nó không tốn tiền tốn bạc tốn thời gian nữa, rồi phải lo cho mấy đứa em, rồi lo cho con 5 đứa con nữa, rồi lo cho gia đình nữa, thì nó cũng cần một cái nguồn thu, một cái nguồn tiền. Không lẽ mà cứ ngồi ở nhà để mà giống như bà ba, giống như là con gì vợ chồng thím bảy kia, tối ngày cái xin là làm từ thiện, mua này làm từ thiện làm từ thiện, đâu có của chú anh chị, quý vị thấy không? Hồng Loan không bao giờ làm những cái điều đó, khác xa những con người đó mà tự lực cánh sinh phải làm này làm kia để kiếm ra tiền để mà trang trải cuộc sống, để mà lo những cái vụ kiện này. Còn Hồng Loan đến với cái nghề này á, cũng do cô chú bác anh chị mọi người yêu thương mong muốn Hồng Loan được hát thì Hồng Loan mới hát, đúng không cô chú chị? Thật sự như Hồng Loan hát mà không được ai đón nhận á, người ta không yêu thương á, thì Hồng Loan có lên hát có vừa đứng trên sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ gì á thì người ta cũng không nghe. Mà đằng này quý vị thấy không, người ta yêu cầu Hồng Loan hát, người ta mong muốn được gặp con gái của ông Năm, và người ta thích cái giọng hát của Hồng Loan. Vì sao? Vì thứ nhất là một cái sự yêu thương đi, cái thứ hai là giọng hát này cũng lạ đi, nó chi chưa được hay, nhưng mà người ta muốn là mài dũa, cũng giống như người ta muốn nghe đứa con gái của ông Năm hát chạm tới trái tim. Con của Sáu làm gì hát mà nhiều người khóc như vậy, đúng không? Bởi vậy nói theo cái nghề này không phải là ông Năm không cho mà ông Năm sợ, nhưng mà rồi Hồng Loan bây giờ có theo đuổi không phải do cái duyên, đúng không? Chứ đừng nói là ông Năm không cho thì tại sao lúc nhỏ để cho Hồng Loan đóng những cái vai diễn trong cái tuồng cải lương này kia, đúng không cô chú anh chị? Đó, họ làm thì được đó. Sau lúc ông Năm còn sống đó, bây giờ nói là tại sao lúc ông Năm còn sống Hồng Loan không theo nghề, thì tại sao lúc ông Năm còn sống đó sao không bay vô là tranh giành tài sản đi, lúc ông Năm còn sống đó, là sao không bay vào nói là con nuôi đi, lúc ông Năm còn sống đó, xong bay vào là tự xưng là gì bạn tri kỷ này kia đi đó. Mà bây giờ ông Năm vừa mắc cái làm quậy tung beng lên, bây giờ cái chết là tại sao lúc ông Năm còn sống không như vậy? Ủa, cuộc sống phải thay đổi, cuộc sống phải đi theo cái nhịp của cuộc sống chứ phát triển, chứ không lẽ là cứ dè dè hoài như vậy, đúng không cô chú anh chị? Đó, họ làm được mà họ cứ trách là Hồng Loan tại sao lại làm như vậy, trong khi
mình còn làm hơn vậy nữa, đúng không? Rồi có tôn trọng khán giả hay không? Không biết có tôn trọng hay không mà khán giả người ta nghe mà người ta cảm, mà người ta thương, người ta tặng bông, người ta tặng hoa, tặng tiền quá trời luôn. Còn mình á, là mình phải mướn bông, mình mướn hoa người ta lên tặng, rồi mình phải cầm cái rổ để sau để đi xin tiền, là có người mồi chạy vô để dột tiền cho nó. Còn có hát là tông, là chặt nhịp, quên lời, sai lời vậy đó. Cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Chừng nào mà Hồng Loan nói tôi là một người nghệ sĩ này kia, một cái nghệ sĩ này kia được tham gia những cái chương trình này, được đào tạo trường lớp bài bản á, thì Hồng Loan mà hát vậy á thì thật sự ra là không được. Còn lần này một cái cô gái mới tham gia nghệ thuật có 2 tháng trời thôi cô chú anh chị, thì cũng phải tập tành này kia, cũng phải có sự rung. Đó là cái sự trải đời đầu tiên của một cái người khi mà bước vào cái nghề mới, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng ở đây khán giả không trách, khán giả không trách, đáng lẽ là Hồng Loan đã được những cái điều này từ lúc nhỏ tới bây giờ rồi, nhưng vì Hồng Loan nhường ba cho những cái người mà tham lam để mà họ bây giờ họ đi tranh giành đó, họ không biết đó, họ đi tranh giành đó, đến bây giờ Hồng Loan mới bắt đầu đi hát. Biết bao nhiêu năm của con ta đã đánh mất rồi, đúng không cô chú anh chị? Đã nhường ba rồi thì bây giờ Hồng Loan mới hát lại, thì bây giờ nó chập chững như vậy, nhưng mà nó hát bằng cả cái tâm, người ta thấy được, người ta yêu thương. Quý vị thấy không, Hồng Loan hát không hay, nhưng mà lúc Hồng Loan hát á, mười mấy ngàn người theo dõi, mà mấy chục kênh chia sẻ, và khán giả nơi đó là mấy ngàn con người. Cô cháu gái được gì chưa? Mà mình có ngày mình cứ chơi người ta hát là tông chặt nhịp. Em nói thật sự, có nhiều lúc các người ta không quan trọng giọng hát, mà người ta xem cái thái độ, người ta xem cái thái độ đó, của cái người hát như thế nào, cái đạo đức của cái người hát như thế nào. Bây giờ thử cô ve cô lên cô hát, dù cho có hay mà ngăn nghe như chăng nữa, đúng tông đúng nhịp mà giọng ca có hay đi chăng nữa, mà lên ta nói ừ nhỏ đó nó lên mạng nó coi thường khán giả, ừ nhỏ đó lên nó chửi khán giả, còn nhỏ đó nó đi tranh giành tài sản. Em nói thật sự, bắt lên chưa được một câu nó là tắt rồi, thiệt luôn á. Bây giờ giống như quý vị thấy không, những cái chương trình gì mà có cô ve mà trước đây đóng á, hoặc những chương trình ca nhạc đó, bây giờ bắt lên cái là người ta nghe qua bài, người ta nghe cái qua bài, hoặc là người ta nghe đó chương trình đó yêu cầu nhà đài đó phải gỡ những chương trình cổ ve xuống. Tại sao? Tại vì một cái con người mà không có đạo đức mà lại đi tranh giành tài sản, mà có dù ông hát hay đi chăng nữa thì em nói thật sự cũng không ai nghe nữa. Đó, chú thứ 7 đó, bây giờ đó là nghệ sĩ lớn đó, nghệ sĩ lớn dữ chưa? Lớn bây giờ á, đấy mà cái việc đi kiếm nhà cũng phải rêu rao lên mạng để mọi người giúp đỡ nữa. Thì quý vị thấy rồi, tới mà ở cái nhà mà bị chủ nhà đuổi vì ở dơ nữa thì quý vị thấy như thế nào rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó là cái mà chúng ta nói trong cái vấn đề ngày hôm nay. Đó. Thì em xin quay lại về cái câu chuyện của mì xào chút xíu cho cô chú anh chị. Chị mì xào á, chị nói ôi chị bận lắm, chị không có thời gian, thời gian của chị là phải đi kiếm tiền này kia. Nhưng mà em thấy hôm nay chị đăng cái clip lên là chị khoe chị đi hái điều này kia. Thì em biết chị làm cái clip rất là cực khổ, dù khi cả ngày lắm á đó. Cả ngày, hơn cả ngày lắm đó. Nhưng mà có gì mình nói thật đấy chị, tại bây giờ chị đi không được. Chị đừng nói chị bận gì, chị bận cái gì. Em nói thiệt với chị, bây giờ chỗ chị đâu còn bán gì đâu mà bận, đúng không? Đó, giờ giải nhà trọ thì chị đưa cho đứa con chị rồi. Chị đi du lịch chưa? Đi dữ chưa? Chị la chị, trời ơi, tháng 3, tháng 4 này tôi bận đi du lịch dày đặc luôn nha cô chú anh chị nha. Dày lắm. Mà hôm nay đã là 18 tháng 3 rồi mà chưa thấy chị đi đâu chứ, chị ở nhà vòng vòng mà chị đã dày lắm. Em đã nói rồi, chị lên cơ quan chức năng dày đặc chứ không phải là chị đi du lịch, đúng không? Đó, có sao mà nói vậy đi. Đó, chị đừng hy vọng dụ nhiều người nữa. Rồi chị lên tát chị khịa trên đây, chị nói trời ở nhà đợi từ bữa tới giờ sao không thấy ai lại mua nhà đăng bài chuyển khoản chi cho mệt. Em nói chị nghe nè, trời ơi, người ta tiền người ta làm từ mồ hôi nước mắt ha, chứ không phải là tiền người ta đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp ăn gì ăn dập này kia, giống như mẹ con ve mà không biết tiếc ha cô chú anh chị ha. Tiền người ta xài cái gì phải có chính đáng, phải có mục đích rõ ràng. Tiền nó sinh ra tiền chứ không phải là giống như chị mà lên nói chỉ vì đồng tiền bất chấp mà có thể quay xe quay bên này quay bên kia. Chữ tín người ta rất là quan trọng. Chị Ni nói rất là rõ ràng, không biết là chị có cần cái người một phiên dịch lại cái giọng của chị Ni, hay là cần người phải ghi ra từng chữ tiếng Việt cho chị hiểu hay không. Là chị Ni nói như thế này, là chị định giá cái nhà của chị bao nhiêu theo đúng giá của thị trường, là thị trường ngân hàng định giá của chị bao nhiêu, mà chị lên tiếng chị nhờ chị Ni mua thì chị Ni có thể xem xét mà mua giúp chị, để chị phải khỏi qua ngân hàng để mà tốn thời gian và thủ tục này kia. Chị nghe rõ không? Bây giờ em nói lại một lần nữa, là chị định giá của chị, cái nhà của chị theo cái giá trị mà ngân hàng đưa ra. Đừng nói chị không biết nha. Chị mà nói chị là làm kinh doanh, chị làm chị mà đi cho dây để mà mua nhà, mua này mua kia, cho dây này kia đó, mà chị không biết cái đó là thua nha chị ha. Ngân hàng định giá cái nhà chị bao nhiêu, thay vì chị bán cho ngân hàng đó, chị đi vay chị cầm ngân hàng, thì bây giờ chị đi sẽ mua lại nếu với điều kiện là chị năn nỉ, chứ không phải là chị đưa cái giá xong rồi bắt chị đi phải mua. Trời ơi,
Bà khôn quá vậy, cái giá cái nhà bà có 2 tỷ mà đưa lên 10 tỷ mà kêu người ta mua. Trời ơi, em nói thiệt chứ, người ta đâu có khùng tiền đâu, đúng không? Làm như trên đời này ai cũng dạng như là ham tiền hay là mất lý trí giống như bà vậy, không cô chú anh chị, quá đáng sợ luôn, đúng không? Cái lời người ta nói rất rõ ràng như vậy, thật sự ra chắc mới mốt phải đi giám định từng cái lời nói để mà dịch ra, dịch thuật cho bà, cái bà này bà hiểu cô chú anh chị. Chứ nhưng mà bà bẻ lái quá, cái nhà gì bán cái chục tỷ, em hỏi cô chú anh chị đâu có khùng đâu mà vô giống mà mua, đúng không cô chú anh chị? Mà chị nói gì, tự chị tự tác chị rồi, không đã chị gì có chục tỷ đó mà chị lại đi bán cái nhà mình ở theo cái lời thách thức, đúng không? Chị khoe trời ơi, tôi là vàng một căn căn căm mâm như nè, à, tôi là doanh nhân nè ha, tôi là một trong những chủ doanh nghiệp đạt trong top 50 trên 500 doanh nghiệp nè, nó nhà tôi giàu có nè, tôi là phải đi xe du lịch riêng của tôi nè, chứ đâu đi xe thuê nhưng đi. Mà bây giờ tự nhiên mình lên mình năn nỉ bên đi mua nhà cho mình là sao, ngộ gì, sao ngộ với chị, tự hạ thấp giá trị mình vậy. Bởi vì chị, bởi vì người ta nói một câu, không có gì mà mua được bằng tiền, mà chỉ mua là bằng rất rất nhiều tiền. Đúng vậy đúng không chị hả? Nghe ham quá đúng không? Thua với chị luôn, em nói thiệt với chị nè, chị phải xem xét lại tại sao trong cái drama này người ta không tin chị đến với Hồng Loan mà Hồng Loan không tin chị. Tại vì chị nổ quá với chị, nói dốc nói xạo quá, giết cho người ta nhìn thấy là người ta sợ rồi, chứ không phải là chị nổ như vậy là nó hay đâu chị đó. Rồi chị bây giờ chị bạc la, chị lên chị kiện vô kênh này, rồi chị gửi đơn lên rồi giờ viện kiểm soát rồi sở thông tin rồi rồi cái này rồi chưa, sao bây giờ em chưa thấy chị đăng lên vậy? Chị nói chị ghê lắm mà, gửi này gửi kia ghê lắm mà. Trời, em nói chị nè, sống trên cuộc sống này ai cũng tôn trọng pháp luật hết trơn á, không ai mà đứng trên pháp luật được hết, nhưng mà mình làm việc làm gì bất kể phải tôn trọng pháp luật, chứ không phải giống như chị tưởng cho mình anh hùng á, chị đưa hình ảnh người ta lên, chị đưa video người ta lên, rồi chị nhục mạ, chị công khai những cái dòng tin nhắn đó. Bị bây giờ trong drama này chưa ai bị gì hết, chị bị phạt 7 triệu rưỡi không đó, mà hên cho chị đó nha, hên cho chị là sao, là nhiều khi anh Vũ Luân anh còn hiền, khi mà chị tung lên những cái mà ghi âm đó mà anh Vũ Luân anh không làm gì chị á, anh không kiện chị á, thì chị còn mừng. Tại vì sao? Tại vì người ta còn có lương tâm, người ta thấy chị bệnh, với người ta thấy dù sao trước đây á người ta cũng nói chuyện với chị giống như một người bạn, tuy giờ chị đã xấu rồi, trong mắt người ta không cần quan tâm nữa, nhưng mà người ta cũng không muốn triệt con đường của chị, nên chị phải biết thân biết phận, chị đừng có làm quá, tới khi mà mình đi quá cái giới hạn, giống như bữa hổm chị đi 4-5 cái lá đơn xong cái chị quay lại chị xin lỗi mẹ con cô Sáu, chị thấy nhục không? Chị đến nhà chị xin lỗi người ta mà bị người ta đuổi ra khỏi nhà, nhục không đó? Còn bây giờ chị mon men mà chị nhờ người để mà qua xin lỗi Hồng Loan, giống như là không phải qua xin lỗi mà qua nói giúp giùm chị, đúng không? Nói giả sử như chị có làm gì thì đừng có kiện chị, không, trên đời làm gì có vụ đó chị, có sức làm thì có sức chịu thôi đó. Thì đây là một số những cái thông tin mà em muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô chú anh chị ha. Thì trên tay của em đây thì đây là bánh đậu phộng hình nón lá cô chú anh chị ha. Thì một bịch như vậy gồm 5 cái, nó xếp thành một bịch như vậy nè, là chỉ có 120 ngàn thôi cô chú anh chị ha. Cô chú gì nào mua thì liên hệ cho em nha, số điện thoại là 0879262482. Bánh đó là cô chú gì ha, đậu phộng nha đó, cô chú nhìn ngon không, rất là ngon luôn nha. Cô chú nào mua thì liên hệ số điện thoại cho em là 0879262482 để gặp gặp tiếng. Thì xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.